Tính sản này là sản đất đó. Đổ đất hả? Sắp sang kinh làm ruộng. Mà quỷ chanh này luôn, ăn uống gì đỏ mẹ. Này tứ tay hả? Tứ máy. Đâu có nước đâu, máy kéo hả? Máy bơm xịt. À. Chắc bà dừa đó ha. Ừ. Ôm qua hàng mít đây. Ừ. Ôm qua đây. Đất này giống như cái quạt kìa. À. Ừ, giống vậy. Nở hậu. Trong này đâu có gạo hả? Không. Đến giờ đó. Dừa này chắc của người ta phải không? Ừ. Này đi. Dừa này nè. Người ta đi vô đây hay gì ta có đường đi hay vậy? Có đường đi. Người ta đi ké mình hả? À, hồi đó có cái đường đi. Đường đi đây đi thẳng lên. Dạ, yeah, giờ còn ai đi không? Còn đi bình thường. Tới đây đây đúng không? Ừ. Nè, có dấu đi mà đều ít. Đi đám rồi ta cũng đi đường này. Dạ. Yeah. Lẻ. Nó cũng ít. Có đi mà dấu đi không có nhiều. Đường cái mình nằm ngoài này là có đường nước rồi đầy đủ. Ừ. Còn cảnh trong đó là bơm nhà của mình không? Bơm không nhà không hả? Nước. Bơm ga luôn hả? Ừ. Không có, ở ngoài đó bơm vô không? Bơm vô, bơm ừ. Nhà vô. Ừ. Chứ trên này không có nước hả? Không. Không có con kinh hả? Có trên kia mà kinh xa lắm, cái con kinh mà trên bà tấm gán biết không? Biết không? Đầu trên. Trên ông Châu và Tư Tránh rồi biết không? Ừ. Đầu ngay chỗ nhà Lý.